Chào các bạn, có lẽ là đoạn hình này sẽ hơi chói một tí bởi vì là trời rất là nắng vào những ngày đầu mùa hè ở tại New York. Đây là ngày 3 tháng 7 và cũng chỉ còn một ngày nữa thôi đến ngày độc lập của Mỹ, người ta hay gọi là ngày July 4. Và đây là ngày cuối cùng Khoa ở tại New York. Và lẽ ra là Khoa không có định đến một cái nơi này, một cái nơi đặc biệt mà Khoa sẽ giới thiệu ngay bây giờ thôi. Bởi vì là chỉ còn khoảng 5 tiếng nữa mình phải ra sân bay để bay từ New York về lại Los Angeles. Nhưng mà mình đã nghĩ đã đến Mỹ và đã đến New York thì không lẽ nào không giới thiệu biểu tượng của sự tự do và biểu tượng của nước Mỹ. Đó chính là tượng nữ thần tự do, Statue of Liberty. Và để cho mọi người có thể thấy được cái tượng ở sau lưng anh Khoa. Anh Khoa ở tại chỗ khách sạn ngay đường Madison thì đi bằng subway bởi vì cái thẻ của mình mua còn bằng đường số 6, sau đó chuyển qua đường số 4 thì có thể đến ngay tại bến cảng ferry để mà mua vé tàu khoảng 18 đồng để bước lên tàu và đi ra đây. Khi mà lên đến tàu và ra đến tượng Nữ thần Tự do, chúng ta có thể bước xuống và đi dạo quanh, dạo xung quanh, tham quan ở phía dưới, đó chính là đảo Ellis Island, hoặc chúng ta có thể ở trên tàu để trở về đất liền ngay, tùy chúng ta. Nhưng mà thời gian để mà chúng ta đến tham quan Nữ thần Tự do thì khoảng độ Khoa nghĩ khoảng độ 2 tiếng là đủ rồi. Đến đây thì bước vào bên trong sẽ kiểm tra khá là nghiêm ngặt, bởi vì Khoa nghĩ đây là biểu tượng về văn hóa và tinh thần của nước Mỹ. Nếu như những ai có thắt lưng, dây nịt, rồi bóp hoặc là túi xách vân vân thì đều trải qua hải quan để mà kiểm tra, sau đó mới được bước lên tàu để mà đến và tham quan tượng Nữ thần Tự do. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng tham quan qua tượng Nữ thần Tự do nhé. Cho nên là đi đâu thì anh Khoa cũng mang cuốn tự truyện của anh đi đi để muốn anh có thể đi cùng với mình trong cái chuyến đầu tiên dạo một phần những thành phố rất là đẹp và tiêu biểu của nước Mỹ. Я уже робот.